Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 800 cái token state. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn start này. Rồi chọn ngôn ngữ này. Và mọi người sẽ nhập hình ảnh captcha nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow vào Twitter. Rồi, sau đó thì like và retweet cái bài đăng Twitter nhé. Và gửi cho nó cái profiling của Twitter này. Rồi, chọn theo dõi. Like này, và chọn retweet. Retweet thì mọi người có thể trích dẫn luôn cái username của nó. Chọn tweet lại và quay trở về bot này. Tiếp tục là mọi người sẽ join vào Discord. À, ở đây mọi người sẽ nhập profiling của Twitter nhé. Mọi người copy cái này này. Rồi. Ok, sau đó join vào Discord này. Rồi, mở Discord lên này. Rồi, ở đây mọi người đánh vào những cái dấu tích này cho mình. Cả trên này đấy nhá. Tích này. Rồi, sau đó quay trở về bot. Và mọi người sẽ gửi cho nó cái username của Discord. Rồi, sau đó thì join vào Telegram và quay trở về này, join tiếp vào Discord này. Kênh này rồi, join vào kênh Discord này. Ok, quay trở lại. Nhập tiếp username của Discord. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó địa chỉ ví mạng Matic Polygon nhé. Mọi người có thể lấy ở trên Chut Wallet hoặc MetaMask. Rồi, mọi người copy địa chỉ ví. Quay trở lại này, nhập địa chỉ ví vào đây. Quên mất. Rồi. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.